Rồi, hello các bạn. Này, kênh âm thanh Đặng Duy Audio xin test cặp loa Onkyo Liverpool D225 La Mã. Đây, trước tiên mà các bác xem qua cái hình thức của em đó. Loa thùng bắt về nguyên rin hết à. Đấy, cặp dép các bác thấy. Các tiếng loa đẹp keng. Đẹp từng con ốc luôn nha các bác. Chép không móc méo gì luôn ạ. Đường xưa lối cũ. Dòng này thì gân là gân mút, gân mút và mười cặp thì một khách 11 cặp. Gân thì em đã làm lại. Đường xưa lối cũ. Tay mạc đầy đủ đấy. Có anh trăng, anh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca. Tiếng ca trên sông dài. Đường rồi. Xưa lối cũ. Góc cạnh phía trên. Có tiếng tiêu. Tiếng tiêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ. Thùng vắt bên hông nè. Có em tôi. Tóc xanh bay mờ. Rồi phía sau em đó. Cặp này về chung series luôn nha các bác. 8-9-10 nè. Bóng em đi. Bên này cũng vậy nè. 8-9-10 chung series. Tay em mạc nguyên riêng hết đây. Và 6 ôm min 40W và max là 150W. Bật điện giáp băng. Lòng dạ thương nhớ. Nhớ đến tôi. Lòng không đi tìm đã có. Quá đẹp nha các bác. Rồi. Có cả e căng đầy đủ. Loa về e căng đầy đủ đây các bác. Khi tôi về bồi hồi trong nắng e căng. Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Loa bên này ạ. Cặp này thì khá là nổi tiếng của hãng rồi nha các bác. D200, D500. Thì nó có hai dòng D200 trơn và D500 trơn. Thì cái giá trị của nó thì các bác cũng biết rồi. D200 2i và D500 2i thì nó trên một bậc nữa. Rồi. Cặp này thì em đang bán với cái giá là 2.8 triệu nha các bác. Bác nào yêu em đó thì alo hoặc cái inbox cho em. Số điện thoại 0799 100 001. Rồi tiền thể thì em review luôn con Amarang. Những phút Amarang. Phút xưa qua qua 8002. Con này dòng đời cực cao nha các bác. Lạnh lùng tương như hai cái đứng hai bên. Bóng dáng đều đặn thiết kế của Amarang thì đẹp tuyệt vời rồi. Có hai cái dải đèn led xanh ở trong luôn ạ. Này thì em đang chơi nhạc số. Đường xưa con đó. Nhạc số digital, tín hiệu số digital. Vẫn cơ à, con này cho phép đánh A cùng B luôn. Hai cân stereo left right qua đường HDMI DVD. Thiếu trong tôi mỗi khi rất đẹp các bạn thấy. Nắp cốt và nhìn toàn diện của em này cực kỳ đẹp. Hàng về thì đi cùng với lại cây remote rin xịn sò luôn. Rin theo máy luôn nha các bác. Chất âm răng thì các bác thấy rồi, tiếng nó rất là ngọt, mềm ngọt. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh âm thanh của em. Bye bye ạ.